Mình đây chúng mình ngồi yên thấy thanh tịnh. Làm sao mà mình luôn luôn cố gắng an trú trong sự thanh tịnh. Kỳ tu phải khác với lại người đời. Người đời trộn rộn dao động, nói nhiều, buông lung phóng dật. Mình người tu rồi, mình là người tu rồi, mình có nhớ mình là người tu rồi chưa? Mình có nhớ vậy không? Thường xuyên tâm niệm ở trong lòng mình là người tu rồi, mình là người tu rồi. Phải để cho hai chữ người tu thấm chảy vào trong nội tâm của mình. Người tu, mình là người tu rồi, mình là người tu rồi. Luôn nhớ rằng mình là người tu rồi. Mình phải có một thân khẩu ý như thế nào để xứng đáng với hai danh từ người tu. Mình là người tu rồi. Mình đưa danh từ người tu thành một đề mục quán chiếu. Sẽ cho danh từ người tu là một đề mục quán chiếu lớn trong nội tâm của mình. Để cho cái dòng cảm thọ người tu chảy trong thân tâm của mình. Để cho cái dòng cảm xúc, cảm giác về người tu chảy trong thân tâm của mình. Mình là người tu rồi. Hãy đọc cái danh từ đó thật là nhẹ, nhẹ. Vừa nhẹ vừa ngọt ngào vừa thấm đậm cái chất của cái sự thanh tịnh lắng dịu ngọt ngào hiền thiện trong nội tâm của mình. Chất của người tu là một cái chất thanh tịnh lắng dịu ngọt ngào hiền thiện dễ chịu. Làm sao mình phải để cho cái chất này nó thấm đậm, thấm đượm trong nội tâm của mình, trong thân tâm của mình, trong máu huyết của mình. Mình phải để cho cái danh từ người tu, người tu, người tu. Thấm vào trong tim gan của mình. Thấm vào trong máu thịt của mình. Thấm vào trong xương tủy của mình.
Mình phải cảm thọ được một dòng cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu, thanh tịnh. Ngọt ngào, dễ chịu, thanh tịnh, lắng dịu, sâu lắng, khả ái, dễ thương. Mình phải cho những dòng cảm thọ như vậy xuất hiện trong nội tâm của mình. Khi mình nhớ rằng mình là người tu rồi, mình không còn là người đời nữa. Mình không còn là người đời. Mình không còn là người phàm tục nữa. Mình, cái chữ mình đó, mình phải cho nó sanh khởi được một dòng cảm thọ thật là ngọt, ngọt, ngọt ngào. Mình mình đang nói với nội tâm của mình, mình đang nói với tâm tư tình cảm của mình. Mình là người tu rồi, mình không còn là người đời nữa, không còn là người phàm phu nữa, không còn là người thế gian nữa. Mình đã là người tu rồi. Phải do cái chất tu nó thấm đượm trong tâm hồn của mình. Thân khối của mình là thân khối của người tu rồi đó. Hãy để cho thân khối của mình hoạt động một cách chân chánh, đúng pháp, hiện thiện, thanh tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Lời nói thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, đi vào trong một đời sống thanh tịnh. Của cái gọi là người tu rồi. Trong lo tác, trong đi đứng nằm ngồi của mình phải thanh tịnh, phải lắng dịu, phải trong sáng, phải rực sáng, phải rực sáng, phải hiền thiện, phải trong sạch, phải thanh tịnh, phải thanh cao, phải cao đẹp. Phải cao đẹp. Hành vi cử chỉ của mình phải thanh tịnh. Thanh tịnh, nhẹ nhàng, trong sạch, đúng pháp. Vì mình là người tu rồi rồi. Mình là người tu rồi. Người đời họ trộn rộn, họ dao động. Mình là người tu rồi. Mình không có trộn rộn, không có dao động, không có nói nhiều,
Người đời họ tham lam, họ sân hận, họ si mê, họ hơn thua, họ bản ngã. Mình từ bỏ những thứ đó, từ bỏ sự tham lam, sân hận, từ bỏ si mê, từ bỏ bản ngã. Người đời họ sống nhầy nhụa trong dục, nhầy nhụa nhơ nhớp, bẩn thỉu trong dục. Người đời họ sống tanh hôi trong dục, người đời họ sống ô nhục trong dục, người đời họ sống si mê, họ sống chìm lún trong dục. Mình là người tu rồi, mình phải thoát ra khỏi các dục. Phải không chìm lún trong các dục, phải tỉnh giác nhiếp phục các dục, tỉnh giác diệt tận các dục. Tỉnh giác thoát ra khỏi các dục. Mình phải làm chủ thân tâm của mình và phải nhiếp phục được hoàn toàn các dục. Người đời họ chìm lắm ở trong ái, họ tham đắm ở trong ái, họ dính mắc ở trong ái, họ kiết sử ở trong ái, họ trói buộc ở trong ái. Họ làm nô lệ cho tham ái, cho khát ái. Họ sân si, họ bực bội, họ phiền não, họ đau khổ ở trong ái. Họ ái và họ mong muốn được ái trở lại. Họ mệt mỏi, họ phiền não, họ làm mệt mỏi lẫn nhau, họ quần nhau nhân danh của tham ái, họ quần nhau, họ làm phiền nhau, họ làm đau khổ nhau, nhân danh của tham ái, họ giết hại nhau, họ cắt nhau ra thành từng mảnh. Nhân danh của tham ái, họ bắn giết nhau. Nhân danh của tham ái, họ đánh đập nhau, họ đi tù. Nhân danh của tham ái, họ sống trong sự thác loạn, trong sự cuồng dại, trong sự cuồng điên, trong sự dâm loạn. Nhân danh của tham ái, họ làm nhiều việc bất thiện để rồi họ tạo nghiệp, họ trầm luân trong sinh tử, trầm luân trong khổ đau. Mình là người tu rồi, mình phải thoát ra khỏi tham ái, mình phải nhiếp phục được tham ái, mình phải từ bỏ được tham ái. Mình phải thoát ra khỏi được cái dòng sinh tử trầm luân nhùng nhằn vì tham ái này. Mình là người tu rồi.
Mình phải sống tự do, không để mình tiếp tục bị tham ái ràng buộc, trói buộc, kiết sử bản thân mình. Đừng tiếp tục nhân danh tham ái mà làm việc này, làm việc kia. Mình là người tu rồi. Mình có nhớ không? Mình có nhớ không? Mình thường có nhớ không? Hay là quên? Nhớ hay quên? Quên nhiều hơn nhớ hay nhớ nhiều hơn quên? Sao tôi nghi quá à? Tôi nghĩ là quên nhiều hơn nhớ quá à. Nếu nhớ thì không có thất niệm, nhớ thì không có phóng dật, nhớ thì không có sân si, không có bản ngã, không có giận hờn, không có hơn thua. Người tu rồi, mình là người tu rồi, nhắc nhở mình. Sân si hơn thua bản ngã là nhục nhã. Nhục nhã lắm. Người đời họ cũng sân si hơn thua bản ngã. Giờ mình về một cái đạo tràng thanh tịnh cao đẹp vậy nè, mà mình cũng sân si, cũng hơn thua, cũng bản ngã. Vậy là nhục nhã. Sống vậy, sống về trong đạo tràng rồi mình sống giống như cái tâm của người đời là nhục nhã đó. Nhục nhã, nhục nhã, nhục nhục nhã. Niệm cái danh từ nhục nhã trong nội tâm của mình, nhục lắm, nhục lắm. Mình là người tu rồi, còn sân si, còn ngã mạn, còn hơn thua, còn hẹp hòi, còn so đo, còn bày khác, nhục nhã, nhục nhã, nhục, nhục nhã. Câu thứ hai là câu gì? Ai nói? Nhục nhã, nhục nhã, nhục nhục nhã. Câu thứ hai là gì? Ai nói được? Đội quần, đội quần, đội đội quần. Rồi câu nào nữa không? Chui xuống đất, chui đất, chui đất, chui chui đất. Thành ra mình phải quán chiếu cái danh từ người tu đó làm đề mục thiền quán, luôn nhớ lấy cái danh từ người tu đó làm đề mục thiền quán. Là người tu rồi, được tu học trong dòng pháp này rồi, được bị hướng dẫn, nhắc nhở, chỉ dạy cho mình cách tu tập, chuyên phục thân tâm rồi, mà không nỗ lực thực hành, không nỗ lực thực hành. Hạnh diệt ngã được học mà không thực hành, sân hận khởi lên trong lòng, không lại quỳ lại người. Sự chấp trước nặng nề trì trệ, bản ngã to đùng,
Như vậy thì không nhục phải là cái gì? Không nhục phải là cái gì? Tu vậy quá nhục. Khi mà mình sân si, mình nổi giận lên, tâm mình là một cái tâm hiềm hận nghiêm túc thì nó nhục nhã như vậy đó. Nó không xứng đáng là một người tu. Nó không xứng đáng là một người tu. Cái quan trọng sao mà ở đây mỗi lần mình khởi lên cái sự bực bội đó với ai, sân si đó với ai, mà mình lập tức nhìn ra được cái lỗi của mình, là chúng ta ráng hiểu cái danh từ mà con hay nói lỗi của mình. Tại vì nhiều khi người ta làm mình xong, người ta nói cho mình xong, chứ mình đâu có làm mình đâu có lỗi. Thường thì mình hay sống trong cái suy nghĩ như vậy, có hôn mê như vậy. Nhưng mà con đã từng nói với chúng ta nhiều lần lời Phật dạy mình, dù rằng mình không có lỗi, nhưng mà người ta lấy cưa, người ta cưa cơ thể mình ra, cắt từng phần tay chân của mình ra, mà mình khởi cái lòng sân hận là mình sai rồi, mình làm không đúng lời dạy của Đức Phật. Thì cái lời kinh đó có nghĩa rằng là hãy mình sân là mình sai, chứ không có nói lý do gì khác. Mình còn biện bạch, mình còn nói lý do gì khác, là mình còn vô minh, còn ngu si, còn ương bướng, còn cứng đầu, còn ương ngạnh, còn chống đối, còn bản ngã. Tại vì Đức Phật dạy mình là không có vì một bất cứ một cái lý do gì, ngay cả khi người ta cưa cắt cơ thể của mình ra, mình cũng không có sân hận. Như vậy nó mới làm đúng lời Đức Phật dạy. Còn mình khởi lòng sân hận là mình không làm đúng lời Phật dạy. Làm sao mà khi mà mình vừa khởi cái sự sân hận bực bội đối với nhau trong đạo tràng, lập tức lại xin lỗi người đó, mặc dù người đó là người gây ra cái sự bực bội cho mình. Nó không có chọc, không có ghẹo họ, nhưng họ nói những cái lời, họ chọc ghẹo mình, họ nói những cái lời sai khiến mình, sai bảo mình, kêu mình làm vậy khác, rồi mình khởi lên cái sự bực bội. Là khi mình khởi lên cái sự bực bội mà mình không nhìn ra được, mình không đi sám hối để xả cái bực đó ra, để giải tỏa cái bực đó ra, mà mình giữ trong lòng mình cái sự bực bội là mình đã sai rồi. Thành ra hãy sân là sai. Là khi con nghe những cái bài trình pháp của chúng ta, vị nào mà trình pháp mà nhìn ra được những cái sai của mình ở trong đời sống, khi thấy mình sân si bực bội cái gì đó, lập tức sám hối phát lộ. Con thấy vui cho người đó, thấy mừng cho người đó, thấy người đó bắt đầu có sự an toàn. Càng nhìn ra mình càng nhiều chừng nào, càng thấy biết mình càng nhiều chừng nào, thì chúng ta càng có độ an toàn cho mình trong sự tu học ở trong thánh pháp này. Chúng ta sẽ có cơ hội khai mở được trí tuệ về tự thân và nhiếp phục được những cái tham sân si trong tự thân của mình. Bạn hãy sân hận, bực bội mà nghiêm gút ở trong lòng,
nghiêm túc ở trong lòng rồi không có nói ra. Thì tội nghiệp cho chúng ta biết bao nhiêu. Tu như vậy là ngu si, là vô minh, là si ác, mà không có tu hành được cái gì hết trơn trời. Bực bội trong đạo tràng đâu có gì đâu mà đáng, có gì đáng đâu. Một hai lời nói qua nói lại, một hai cái sự nhờ vả nhau, một hai cái cung cách dày khác quầy khác mà bực bội sân hận rồi nghiêm túc trong lòng mà không đáng, uổng cho mình lắm. Nhất là mình đã được con nhắc nhở, nhắc nhở chỉ dạy cách thức như thế nào. Mà không có thực hành, sân hận cái gì cứ ghim gút trong lòng. Sân hận cái gì ghim gút trong lòng. Để ngày này ngày nọ ngày kia ở trong nội tâm của mình giữ sự hiềm hận, giàu giàu, khó chịu đó với nhau. Tu vậy quá dở, quá nhục, quá nhục. Có lỗi với bản thân mình, có lỗi đối với con. Một người đã nhiệt tâm chỉ dẫn cho chúng ta tu hành, tu tập, thuyết phục thân tâm của mình, hướng dẫn một đường lối tu quá là chân thật, quá là đơn giản để mà thực hành. Vậy mà mình không thực hành thì chúng ta có lỗi với bản thân mình biết bao nhiêu, và có lỗi với con biết bao nhiêu. Trong khi sức khỏe của con cạn kiệt dần dần, sự sống của con khó khăn trong từng giây phút của sự sống, mà tận tình, tận tâm, tận lòng nhắc nhở, chỉ dạy cho chúng ta, mà chúng ta không có thực hành, thì có lỗi với bao nhiêu. Thực hành pháp và tùy pháp mới là sự cúng dường tối thượng đối với Đức Phật. Con là đệ tử của Phật, các vị theo học với con cũng vậy. Thực hành pháp và tùy pháp là sự biểu lộ tấm lòng của chúng ta đối với con một cách tốt đẹp nhất. Hôm nay nhân viên nhìn thấy chúng ta ngồi đẹp quá, thanh tịnh trang nghiêm quá, thì con có đôi lời nhắc nhở chúng ta đôi chút. Luôn phải nhớ mình là người tu, hành xử cho đẹp trong tư cách của một người tu của mình. Thân hành, khẩu hành, ý hành thật là đẹp, đẹp, thanh tịnh, chánh niệm, đừng có bọt tròn, đừng có ẩu tả, làm cái gì ra cái đó, làm cái gì nhớ cái đó. Không có ẩu tả, không có bọt tròn, chân chánh thiện lành trong thân khẩu ý của mình. Luôn nhớ mình là người tu,
và để cho hai chữ người tu chảy ở trong tim mình, chảy ở trong tim mình. Đã là người tu rồi phải sống thật là đẹp, thật là ngọt ngào, thật là thanh tịnh trên cuộc sống này. Đừng có chấp trước, đừng có dính mắc vào trong danh, trong lợi, trong chức, trong quyền, trong địa vị, trong vật chất của thế gian. Mục đích của mình về đây tu tập là nỗ lực tu tập để thành tựu trong thánh pháp này, không phải vì danh lợi địa vị vật chất. Cố gắng mà nỗ lực tu hành.